Thì vẫn chắp tay y ngang như thế. Bây giờ để cho nhìn cho đồng lòng hết. Rồi khi nào cho đó chúng con quỳ xuống thì chúng con quỳ đồng lòng hết và để tay như thế lên trên cái bàn quỳ của mình.
đúng nha. 1 2 3 rồi để tay đây. Ừ, để tay lên hết. 5 2 3 để tay cái nào cũng rửa rồi cái nào mà để cánh tay thì rửa lại để tay lên hết không để thế để thế chúng ta ừ thì vẫn được thôi chúng được thôi ok hết chưa rồi chúng ta tới chúng công quỳ chúng ta cũng để tay lên thế nha tất cả lúc đó thì chúng ta hướng lên bàn thờ hết không có ai nhìn qua nhìn lại hết không có thể đúng lên bàn thờ hết tham dự đến lễ bình thường sau đó bây giờ cha đọc cái cao tầng văn lệnh của quốc tế thì chúng con cũng lên nha đi cái đọc cái công việc của thân quốc tế chúng con cũng lên nha chúng lên chúng ta sẽ dễ dàng nhau văn lệnh của quốc tế và các cơ quan đất người đây chúng ta trang quyền rằng đó vậy đó chúng con cũng lên rồi đó đứng lên chắp tay như vậy từ đầu thánh lễ tới cuối các thánh lễ chúng con vẫn chắp tay như thế khi đi lên Đức Cha Ban Hiến Tông Tin Sách chúng con vẫn đi lên là cũng chắp tay như thế thì tối thứ ba cha sẽ cho chúng con ha tối thứ ba cha sẽ chúng con đi lên như thế nào cha mẹ chúng con sẽ đi như thế nào hả cho nên không một bạn nào để tay chịch xuống có mỗi một cái nè cái để chúng con mà chịch cái tay nó lên là không có chịu cái gì nhỏ đó cái